một lần á, em nhắn tin em hỏi anh là sau này nếu mà em có đám cưới á, em sẽ mời anh, nhưng mà mời anh làm chú rể. Anh biết trả lời như thế nào nữa. Nhưng mà bây giờ em lại lên xe hoa cùng người khác và bỏ anh lại đây một mình. Vậy cho anh hỏi em á, là chú rể mà ngày xưa em nói đó là cô. Một lần em đã hỏi anh sau này nếu em có đám cưới, em sẽ mời anh đóng vai chú rể, anh có đồng ý không vậy người? Mỉm cười thật khe khẽ đáp lại từng câu em. Anh chờ câu nói này hơn một năm, đóng vai chú rể bao lâu em? Một năm, hai, nửa tháng, cả đời được không anh? Thời hạn sử dụng khi nào em mất thì mình kết thúc luôn nha anh. Nước mắt rơi vì câu nói đó, đã tìm được người xung tình rồi. Em là của anh, đừng yêu người khác, chỉ có thằng chồng là anh thôi. Cứ tưởng rằng câu này mãi mãi, ừ em nói đúng không hề sai. Ai là chú rể thì anh cũng biết, thằng đó cùng em vai kề vai. Nhà anh nghèo, ba mẹ em cấm, chứ cũng đâu phải lỗi do em. Ừ anh chấp nhận lý do đưa ra, tình cảm của anh em đây ném. Là chú rể là cầm thiệp mời, là người nhìn em làm cô dâu. Nước mắt đã rơi nhưng lại mỉm cười, nỗi đau trong lòng anh cố giấu. Khóc lần cuối rồi lại mỉm cười, ai là chú rể của em ta? Anh hay là nói người cho là họ, chắc giờ em đang hạnh phúc hả? Hạnh phúc em đang cùng người ấy, hạnh phúc em đang nắm chặt tay, bước vào lễ đường cùng thằng chú rể. Vì anh là nó hay là ai? Vậy chú rể dành cho anh, nhưng nhân vật chính là nó đóng, là người dự bị. Nhìn em mỉm cười, em nói yêu anh vậy có không? Một vai trò, một hạnh phúc và một lý do em đưa ra. Chỉ tại anh nghèo nên không mới tới, nên anh mới bị em đây đã. Tấm thiệp này anh vẫn sẽ đi, và rồi cuối cùng mình xa lạ. Nhưng anh muốn hỏi lời hứa của em, chừng nào mới thực hiện đây hả? Có phải chăng ta không có duyên nên em đành bỏ đi tình này? Có phải chăng ta hết tồn tại vì chú rể ấy họ là ai? Có phải chăng tình yêu của ta nó chỉ hạnh phúc trong hồi tưởng? Nhưng có phải chăng thật sự anh giàu thì mình đã cùng nhau chung hướng? Em biết đó, tình yêu của anh nó dành cho em nhiều cỡ nào, nó cũng giống như bầu trời rộng lớn, vậy mà ra đi em nợ sao? Nhớ lại mơ, chờ lại đợi vui mình vui chơi trong phút chốc. Thiệp hồng trên bàn, thời gian địa điểm anh đã nhìn thấy trong lúc khóc. Giờ có lẽ là em đang vui, họ đang làm lễ rước em nhỉ? Họ sẽ cho em được những hạnh phúc nhiều gấp 10 lần của anh đây. Nè anh kia, anh có bằng lòng sống cùng cô ấy suốt đời không? Dù cho giàu sang hay là bệnh tật, xin hãy trả lời tôi thật lòng. Cô đồng ý rồi em cũng vậy, cũng yêu anh ấy không lìa xa. Câu nói bây giờ anh đã từng nghe em nói yêu anh suốt đời mà. Vậy là sao? Cười hay khóc, vui mừng là em đã có chồng, nên khóc vì anh chẳng được bằng họ. Câu nói yêu anh em có không? Hạnh phúc em đang cùng người ấy, hạnh phúc em đang nắm chặt tay, bước vào lễ đường cùng thằng chú rể. Vì anh là nó hay là ai? Vậy chú rể dành cho anh như nhân vật chính là nó đóng, còn người dự bị. Nhìn em mỉm cười, em nói yêu anh vậy có không? Một vai trò, một hạnh phúc và một lý do em đưa ra. Chỉ tại anh nghèo nên không với tới, nên anh mới bị em đây đã. Tấm thiệp này anh vẫn sẽ đi, và rồi cuối cùng mình xa lạ. Nhưng anh muốn hỏi lời hứa của em, chừng nào mới thực hiện đây hả?